dần thay thế bàn chải đánh răng truyền thống. Bàn chải điện đang là dụng cụ chăm sóc răng miệng hiện đại được nhiều người ưa dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm này cho nhu cầu chăm sóc răng miệng của bản thân hay gia đình thì đừng bỏ qua em bàn chải điện Lock và AMP Lock đang được ưa chuộng hiện nay nhé. Để lý giải sức hút của em này thì hãy cùng mình theo dõi bản tin này nha. 1. Thương hiệu là một thương hiệu chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng nhà bếp rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Lock và AMP Lock đã quá quen thuộc với các chị em nội trợ thông qua các sản phẩm như nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, cây lau nhà. Nhãn hàng này đang chiếm thị phần số 1 hiện nay về các dòng sản phẩm gia dụng thông minh. Các sản phẩm làm từ nhựa của hãng luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng cũng như độ bền bỉ trong quá trình sử dụng. Ngoài các sản phẩm đồ gia dụng, Lock và AMP Lock cũng đang dần lấn sân sang sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe như cân điện tử hay bàn chải điện chúng ta đang tìm hiểu. Tính đến hiện tại, Lock và AMP Lock đã cho ra mắt hai dòng bàn chải điện chủ yếu, đó là model Lock và AMP Lock Portable Electric Bazoo NG236 sử dụng pin tiểu A và model Lock và AMP Lock NG346 sử dụng pin sạc không dây, được người dùng đánh giá cao hơn cả. Vì vậy bản tin này chúng ta sẽ tập trung đánh giá chi tiết về chiếc bàn chải điện Lock và AMP Lock NG346 nhé. 2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Cấu tạo gồm hai phần, đầu bàn chải và phần thân máy. Phần đầu bàn chải có thể tháo rời thay thế khi hết hạn sử dụng. Phía bên trong thân máy có chứa động cơ, pin sạc và các vi mạch điều khiển. Trên thân bàn chải Lock và AMP Lock NG346 có bố trí một nút nguồn, đồng thời cũng được dùng để điều chỉnh các chế độ cho bàn chải hoạt động, giúp cho bạn thao tác một tay thuận tiện và dễ dàng. Bộ sản phẩm đầy đủ sẽ bao gồm bàn chải điện, đế sạc không dây, hai đầu bàn chải dự phòng, một phiếu bảo hành của nhà sản xuất, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng in bằng tiếng Việt. Nguyên lý hoạt động, sản phẩm này là kiểu bàn chải điện sóng âm. Các rung động qua lại của lông bàn chải lên tới 40.000 lần phút giúp làm sạch, đánh bật các mảng bám ở từng kẽ chân răng, làm sạch răng miệng hiệu quả, đem đến cho bạn một hàm răng trắng sáng, chắc khỏe sau một thời gian sử dụng. 3. Công dụng, loại bỏ các mảng bám, cặn thức ăn thừa nhanh chóng, không làm tổn thương nướu và men răng trong quá trình sử dụng, đánh bóng răng, đem lại cho bạn hàm răng sáng bóng, chắc khỏe. Trợ thủ đắc lực làm sạch răng miệng hiệu quả cho những ai đang có vấn đề về tay, người niềng răng, người có các bệnh về nha chu, người có nướu nhạy cảm, dễ chảy máu chân răng. Định lượng thời gian đánh răng khoa học và an toàn, tiết kiệm thời gian, không mất nhiều sức nhưng vẫn mang lại hiệu quả làm sạch răng tối ưu. 4. Ưu nhược điểm, ưu điểm làm sạch hiệu quả và cực kỳ an toàn đối với nướu răng, không gây chảy máu chân răng, không làm hở kẽ chân răng. Có nhiều chế độ chăm sóc, đánh răng phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi người. Có khả năng kháng nước cao đạt chuẩn IPX7, động cơ hoạt động bền bỉ, vận hành êm ái, đem đến cho bạn những trải nghiệm thật sự thú vị mỗi khi đánh răng. Đầu bàn chải dễ dàng thay thế khi hư hỏng hoặc hết hạn dùng. Định lượng thời gian đánh răng tiêu chuẩn, duy trì thói quen đánh răng khoa học. Lông bàn chải được thiết kế khớp với cấu trúc răng, chải sạch toàn diện, giúp làm sạch sâu cả bề mặt răng và kẽ chân răng, loại bỏ mảng bám và cặn thức ăn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhược điểm, giá thành còn khá cao, trẻ em dưới 15 tuổi không sử dụng được. Phần thân máy dễ bị trơn tuột, đặc biệt là khi máy rung ở mức cao. Không có hộp đựng bàn chải khi muốn mang theo ra ngoài nên khá bất tiện. 6. Các câu hỏi thường gặp, có nên mua bàn chải điện Lock và AMP Lock không? Nếu bạn quan tâm đến một thiết bị đáp ứng được sự tiện lợi cũng như cách chăm sóc răng miệng một cách khoa học mà đem lại hiệu quả làm sạch cao thì chiếc bàn chải điện này đáng để đầu tư đó. Em này đặc biệt phù hợp cho những người niềng răng hoặc có nướu răng nhạy cảm, giúp hạn chế các tổn thương do cách sử dụng bàn chải thường không đúng cách. Trẻ em có dùng được bàn chải điện Lock và AMP Lock không? Theo như khuyến cáo của hãng, trẻ em trên 15 tuổi mới được sử dụng sản phẩm này nhé. Nếu bạn muốn dùng cho trẻ thì bạn có thể tham khảo dòng sản phẩm của hãng khác, nho dầu B cũng rất ok nè. Bàn chải điện Lock và AMP Lock NG346 có giá bao nhiêu? Có thể mua sản phẩm chính hãng ở đâu? Hiện tại sản phẩm này đang được bán với giá khoảng 800.000 đến 1.200.000 đồng cho cả hai phiên bản màu trắng và đen. Có thể coi đây là mức giá có thể chấp nhận được cho một thiết bị chăm sóc răng miệng đến từ thương hiệu uy tín, chất lượng và đã được người tiêu dùng công nhận với chế độ bảo hành 12 tháng, nên các bạn có thể yên tâm mua và sử dụng nhé. Các bạn có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm này tại các gian hàng chính hãng của Lock và AMP Lock trên các trang thương mại điện tử như Lazada hay Shopee. Mình để sẵn link dưới video cho các bạn nhé.